Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ sửa chữa cái cầu cũ đây nha các bạn. Mình chế mình làm cầu trên cho ghe cầu tôm cá ốc nha các bạn. Mời các bạn cùng xem video mình làm như thế nào nha. Thank you.
Giờ cũng hoàn thành rồi nha các bạn, mình sơn phết luôn hết rồi các bạn. Mình gắn cặp lô vô hết luôn nha các bạn, gắn hai bên luôn, cầu cầu dưới của nó luôn nha các bạn, nguyên bộ luôn, cầu trên cầu dưới luôn, dành cho cầu ốc cầu tôm nha mấy bạn. Đó, cầu đây cầu dưới, còn mình đang làm là cầu trên nha các bạn, gắn nguyên bộ nó luôn đó. Video đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn thứ hai cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Và nhớ đăng ký theo dõi mình thường xuyên nha. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye bye.